bự, có người. I want to study. Sao vậy em? Em vẫn giận anh hả? Chứ sao? Em không muốn ở đây. Là sao? Anh tưởng là em muốn. Không. Anh muốn, chứ không phải là em. Vậy em muốn gì? Em nói thẳng ra đi. Em không muốn chỗ duy nhất tụi mình có thể gần gũi với nhau là ở đây. Vấn đề không phải là em muốn chỗ nào. Tụi mình đang ở Việt Nam mà, đâu phải là đang ở Mỹ. Không phải là mình muốn làm gì thì làm được. Anh không hiểu. Chưa em hiểu được cái gì? Nói đi. Đáng lẽ ra em không nên về đây với anh. Là em muốn về cùng anh mà. Đúng. Là em muốn về đây với anh. Không ai ép em được hết á. Em không muốn anh phải một mình chứng kiến hết tất cả những chuyện như thế này.